Xin chào mừng các huấn luyện viên, Santa FIFA đã trở lại với sự kiện mừng Noel Santa FIFA thắp sáng Giáng sinh, bảo quà vô địch. Các huấn luyện viên hãy tham gia sự kiện để cùng nhau cổ vũ đội tuyển Việt Nam, kết nối cộng đồng FIFA Online 4 và nhận về rất nhiều phần quà giá trị. Mỗi ngày, các huấn luyện viên chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản để nhận lượt quay quà như hoàn thành 3 trận đấu bất kỳ và gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam. Các huấn luyện viên sẽ nhận được tối đa 4 lượt mỗi ngày để quay quà tại sự kiện Noel Len Ken. Khi tham gia Noel Len Ken, các huấn luyện viên sẽ vừa nhận được quà ngẫu nhiên, vừa sưu tầm được những vật phẩm để trang trí hệ thống Noel của chính mình theo 4 cấp độ từ thấp đến cao. Nâng cấp cây thông ở mức độ càng cao, quà nhận được càng lớn. Mỗi cấp độ cây thông sẽ cần một lượng đồ trang trí nhất định. Tại cấp 1 sẽ cần một món đồ cho mỗi đồ trang trí. Cấp độ 2 sẽ cần 2 món đồ cho mỗi đồ trang trí. Tương tự như vậy, huấn luyện viên sẽ có 4 cấp độ để nâng cấp cây thông hoàn chỉnh. Và đừng lo lắng nếu không đủ đồ trang trí, các huấn luyện viên có thể trao đổi với bạn bè cùng tham gia sự kiện bằng những vật phẩm của mình qua những thao tác cực kỳ đơn giản. Tạo mã mời chia sẻ vật phẩm gửi đến bạn bè hoặc nhập mã được bạn bè chia sẻ. Vậy là kể cả nếu không may không thu thập đủ vật phẩm cần thiết, các huấn luyện viên sẽ dễ dàng tìm kiếm những vật phẩm còn thiếu để tăng tốc độ hoàn thành cây thông Noel. Ngoài ra, khi các huấn luyện viên tại cùng tỉnh thành thắp sáng hoàn toàn cây thông Noel của mình, tỉnh thành đó sẽ sáng lên. Khi số lượng tỉnh thành đạt đến các mốc cố định là 20, 35, 50 sẽ mở khóa những món quà cực chất cho toàn server. Để chào mừng sự trở lại của các huấn luyện viên chưa đăng nhập vào game 21 ngày tính từ trước 0 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021, FIFA Online 4 sẽ gửi đến huấn luyện viên combo quà cực kỳ hấp dẫn khi trở lại. Các huấn luyện viên chỉ cần đăng nhập liên tục 7 ngày và hoàn thành các trận đấu bất kỳ là sẽ nhận được full combo quà đến từ FIFA Online 4. Tham gia ngay sự kiện từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 để nhận về bảo quà mừng Giáng sinh nào.